Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dôn Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng của ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Và trong video clip này thì tôi chia sẻ với các bác ba cái thông tin, bao gồm thứ nhất của Đức Hải, cái thứ hai là của anh Xuân Nghị và cái thứ ba là cả anh Hoàng Dôn nữa. Chia sẻ hôm nay như vậy với các bác. Nhưng đầu tiên là chúng ta cũng chúc mừng đội tuyển Việt Nam, chúc mừng những người dân Việt Nam. Bởi vì kể cả những người không yêu bóng đá, nhưng rất là vui khi mà thấy đêm qua chúng ta đã chiến thắng với cái tỷ số tận là 4-0. Đó là điều không thể ngờ. Mà đặc biệt là tôi thấy cái thái độ của các cầu thủ rất tuyệt vời. Các bác ạ, mặc dù hôm qua Indonesia họ phạm lỗi với chúng ta vô cùng nhiều, nhưng mà các cầu thủ vẫn giữ được cái sự điềm tĩnh, mặc dù trọng tài không rút nhiều thẻ với Indonesia. Và việc này gây bức xúc rất là lớn. Nhưng mà trong buổi họp báo thì ông Park Hang-seo vẫn nói rằng là mặc dù ý kiến như vậy, nhưng mà thôi, tôi không muốn nói chuyện này nữa. Bởi vì dù sao thì chúng ta cũng thắng rồi. Và thái độ của các cầu thủ là rất chuyên nghiệp. Và đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy một cái gì đó rất là vui, vui lắm. Càng ngày càng chuyên nghiệp mà. Các bác thì nhớ là ngày xưa nhiều khi mà thậm chí là vừa rồi đấy, có những thái độ của những cầu thủ tương đối thiếu chuyên nghiệp. Nhưng mà trong cái trận vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng là các cầu thủ của chúng ta thật là quá tuyệt vời, kể cả cái tinh thần lẫn như là cái thái độ thi đấu. Không biết các bác nào đồng ý với tôi về điều đó không? Cảm ơn tất cả các bác. Còn trở lại câu chuyện về showbiz thì báo cáo với các bác là như thế này. Chúng ta hãy thử nhìn vào cái câu chuyện của anh Đức Hải và anh Xuân Nghị để xem anh ấy trả lời thế nào về vấn đề. Anh Đức Hải thì anh ấy nói như sau. Nghệ sĩ Đức Hải thì đã lên tiếng chính thức để nói về cái vụ chửi tục ở trên Facebook của mình. Không có hacker gì ở đây cả, nhưng mà tôi bị tống tiền. Ngày 2 tháng 6 thì tài khoản Facebook của nghệ sĩ Đức Hải bất ngờ đăng cái dòng status văng tục chửi bậy, khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa bất bình. Bởi vì Đức Hải không chỉ là nghệ sĩ ưu tú được nhà nước phong tặng, mà còn là hiệu phó của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Về phía nghệ sĩ Đức Hải, ngay sau đó thì đã giải thích rằng là anh bị hack Facebook. Và chuyện này thì tôi cũng đã chia sẻ với các bác rồi, đúng không? Nếu mà anh ấy bị hack Facebook thì anh ấy chuyển cho tôi các thông tin, tôi lấy lại cái Facebook cho anh đấy. Chuyện rất đơn giản. Và đồng thời thì sau đó anh đã nhờ an ninh mạng và công an vào cuộc để lấy lại danh dự cho mình. Tối ngày 7 tháng 6 thì nghệ sĩ Đức Hải đã chủ động liên lạc với chúng tôi và cho biết là mọi chuyện nằm ngoài cái suy nghĩ và dự đoán của anh. Cụ thể, Facebook của anh không hề bị hacker xâm chiếm, mà là do cậu con nuôi của anh ấy nghịch dại. Nghệ sĩ Đức Hải nói, không có chuyện hacker gì ở đây. Cậu con nuôi quản lý đồng tiền ảo của tôi là Bitcoin, nên có mật khẩu của Facebook. Hôm đó cháu nghịch dại viết lên Facebook status đó và bản thân nó cũng không lường được các hậu quả dùm beng đến như vậy. Khi biết tôi làm đơn lên công an và nhờ an ninh mạng vào cuộc thì cháu nó rất là sợ. Tới trưa nay thì cháu nó đã thú nhận và xin lỗi tôi. Dĩ nhiên nó sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này. Tôi cũng đã báo cho bên an ninh mạng. Nói thế để thấy tôi không liên quan gì tới việc này, nhưng những ngày qua tôi đã phải chịu rất nhiều điều tiếng xấu. Tuy nhiên nghệ sĩ Đức Hải cũng cho biết vụ việc thì vẫn chưa dừng ở đây, vì công an sẽ tiếp tục điều tra. Bởi trong những ngày vừa qua thì anh liên tục nhận được hàng loạt cái tin nhắn tống tiền. Nghệ sĩ Đức Hải nói thế này: tôi bị dội bom tin nhắn, 88 tin nhắn khủng bố tôi và đòi 200 triệu. Tôi cho rằng một số đối tượng giỏi về IT thì đã thừa vụ này để nhảy vào để làm tiền tôi. Vì công an họ cho biết họ sẽ sớm thông báo kết quả điều tra. Nghệ sĩ Đức Hải thì không chỉ là nghệ sĩ nổi tiếng, tham gia vào nhiều chương trình truyền hình mà còn là một giảng viên. Đức Hải có nhiều năm ở trên bục giảng và trong vai trò của thầy giáo giảng dạy nghệ thuật. Và hiện tại anh đang giữ chức phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn. Thế thì tôi chỉ xin chia sẻ thế này, có hai cái nội dung. Một là cái vấn đề hack Facebook. Tôi thì không rõ là cậu con trai có hack thật hay không, nhưng qua cái việc đó thì có thể thấy rằng là anh ấy không hề bị hack tẹo nào. Và bây giờ là
cậu con trai để bị dính con trai nuôi, con trai nuôi. Mà tôi không hiểu sao nhỉ các bác nhỉ, sao ở trong giới nghệ sĩ người ta lắm con trai nuôi rồi là em nuôi rồi là con nuôi nhiều thế. Tôi cũng không hiểu được tại sao lại có cái thứ nó buồn cười vậy nhỉ. Đó, em muốn bình thường thì có gì đâu mà cứ phải là em nuôi hay nọ kia, mà có ai là không tự sống được bằng nghề của mình đâu mà lại phải nhờ đến bố nuôi hay là nhờ đến mẹ nuôi hay nọ kia. Tôi cũng thấy rất lạ về điều này, thì các bác nào biết thì giải thích cho tôi nhé. Còn trở về câu chuyện anh Đức Hải này, thì thú thật cái status đấy chỉ là một phần này. Nhưng cái clip mà anh ấy trùm lên mặt này, cái quần mà cái khẩu trang bằng cái quần ấy, khẩu trang quần bò, chắc là sáng tạo vô địch thế giới. Và không cần đến cái sự chửi tục thì người ta cũng thấy rằng là nhân cách của anh ở đâu ở trong cái clip đó rồi. Để tôi không biết còn giữ cái clip đó hay không nữa. Các bác có thể thấy rằng là tôi thì đành phải chịu, tôi xóa clip ấy rồi. Bởi vì tôi cũng không muốn rằng là quá nhiều cái thứ nó ở trong máy mình, và cuối cùng là con gái của mình lại, con cái của mình vào đấy lại xem được thì cũng tôi chết là dở. Đấy là thông báo thứ nhất của bên phía của Đức Hải. Đó. Và ở đây á, cũng có hẳn một bạn gửi cho tôi một cái tin nhắn, và trong đó có hẳn một cái bức ảnh của Đức Hải luôn. Đây là số tin nhắn của mà Tống Tiền Đức Hải. Đó. Đó. 88 tin nhắn, tôi nghĩ rằng công an vào cuộc là cũng hay, bởi vì cái này thì cũng nên trả lại cho anh đấy một cái điều gì đó. Nhưng mà kể cả điều đó được thanh minh thì không giải thích được về cái nhân cách anh Đức Hải nữa rồi. Và anh làm phó hiệu trưởng của một cái trường văn hóa, thì tôi nghĩ rằng là tốt nhất anh nên từ chức, tốt nhất là anh nên xin lỗi về không chỉ cái dòng status đó, chỉ tục đó, mà còn những clip, những cái thứ gì anh là đang lan truyền ở trên mạng. Trở về câu chuyện Xuân Nghị, thì anh Xuân Nghị hôm qua cũng có một cái thông báo thế này: xin lỗi cả nhà chúng mình, thời gian vừa qua vì quản lý các Facebook và page của mình chưa chặt chẽ nên đã xảy ra một số lùm xùm khiến cả nhà mình lo lắng. Hôm qua anh viết những lời này chính thức nhận sai và xin lỗi về những thiếu sót của mình. Tất cả những lỗi này là do anh không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Trong lúc nóng giận nhất, anh đã có những ngôn từ chưa chuẩn mực. Anh thật tâm gửi lời xin lỗi này với tất cả mọi người. Tuy nhiên, anh xin khẳng định chưa từng gọi khán giả là robot như một số thông tin bị bóp méo. Các bạn ạ, hơn 10 năm nay, anh luôn là anh, đam mê cống hiến với tất cả những gì mình có, trong đó có cả sự hy sinh những thứ riêng của mình để mang niềm vui tới cho khán giả. Mà không phải riêng anh, nghệ sĩ ai cũng vậy, luôn yêu công việc làm đẹp cho đời. Bất cứ nghề nào cũng gặp những áp lực riêng. Để theo đuổi con đường này, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhiều đêm một mình lủi thủi đến mức nọ kia. Đó, chia sẻ các bác như vậy. Và anh nghĩ rằng là việc quản lý page của mình chưa tốt, có nghĩa là đổ lỗi cho quản lý, cho các quản lý của mình. Tôi thì cũng không để ý nhiều đến của anh Xuân Nghị này đâu, cho nên là dành lời bình luận lại cho các bác thôi, là bác có tin hay không tin. Còn bây giờ cũng muộn thế, thì tôi nên là muốn chia sẻ cái câu chuyện của tôi là chính. Thế thì báo cáo với các bác rằng hôm qua trong buổi live stream thì có một cái đoạn rất là thú vị, nhiều bác coi là thú vị nhưng mà nhiều bác thì coi là một cái gì đấy. Còn với riêng tôi thì nó là cái gì đó nó tương đối xấu hổ. Bởi vì này, khi tôi vào đi vệ sinh thì không bỏ cái này ra. Thế là mọi cái âm thanh rồi mọi cái nói là ở trong cái buổi live stream của mình. Và nhiều bác bảo rằng là, có nhiều bác bảo nhắn cho tôi bảo rằng là cả nhà em tua đi tua lại cái đoạn đó và vừa cười, thú vị hơn cả xem phim hài. Thì báo cáo với các bác rằng tôi cũng xấu hổ ra phết ấy. Thế nhưng á, bởi vì nó là khoảnh khắc riêng tư mà. Thế nhưng sau đó thì có một cái bác bảo rằng là anh Hoàng Dôn ơi, anh xóa cắt cái đoạn đó đi. Thì bảo là tôi không biết cắt bao giờ cả. Anh bảo là trong cái trình quản lý video của Facebook ấy, à của YouTube ấy, có cái đoạn đó thì tôi phải nhảy vào máy tính tôi làm. Và các bác biết thế nào không? Xin phép với các bác rằng cả một cái clip live stream
dài khoảng 40 mấy phút. Thì có đoạn 1 phút tôi đi vệ sinh như vậy và lộ ra các bác. Thì cái quan trọng là tôi cắt thế nào, cắt thế nào mà để vào bây giờ nó còn đúng cái 1 phút đấy. Đó. Cắt thế nào để bây giờ nó còn đúng cái 1 phút đấy các bạn. Các bác chờ cho 1 phút nhé. Đó. Tôi chạy vào chỗ này một tẹo đã. Đấy, đấy, đấy. Các bác thấy không? Thế bây giờ nó thành đúng cái đoạn đó. Khổ thế. Mình không biết dùng máy tính cho nên là tôi rất là tiếc. Hôm qua tôi chia sẻ với các bác và mọi người rất là chân thành. Và nhân đây á, tôi cũng nhận thấy cái điều này này. Cái này là liên quan đến thiền Vipassana một chút. Bởi vì mình cũng không phải là một cái bậc thánh nhân để mà có thể toàn bộ được. Tôi cũng đã chia sẻ với các bác rất là nhiều. Có nghĩa rằng là mình luôn cố gắng để mà tu tập hay là gọi rằng là thực hành cái điều đó, cái điều Phật dạy á, đến hết mức có thể. Nhưng mà trong cái quá trình đó mình thực tập bằng cách quan sát. Thì ngay cả cái việc mà khi tôi vào đây tôi ngồi đến cái đoạn đó là bắt đầu tôi nhận ra rằng là à thôi chết rồi, anh cầm đây rồi. Thì tự dưng ở người của mình sẽ bật ra những cái thứ xấu. Ví dụ như nói dối, ví dụ như là nọ kia. Và mình sẽ tìm cớ biện minh một cách gọi rằng là như thế nào nhỉ? Một cách vô thức. Đó, nó nảy ra. Vì bản chất của mình đâu có đẹp đẽ đâu. Các bác ạ, ai cũng thế cả. Thế cho nên ấy, cái câu nhưng mà khi mình nhìn ra điều đó rồi thì lại thấy một cái điều thú vị ở trong đó. Đó là mình nhận lỗi. Đó. Và tôi cũng rất cảm ơn mọi người. Bởi vì tôi cũng nhận lỗi một cách bình thường thôi. Chẳng có gì cả. Nhưng mà cũng là một cái bài học sâu sắc đấy. Lần sau thì tôi sẽ chia sẻ với các bác nó cụ thể hơn. Ít nhất là mình cũng phải ăn uống, rồi mình đi vệ sinh, rồi mình thế nọ kia. Tóm lại đầy đủ trước khi đi vào live stream. Chứ không thể nào chia sẻ một cách nó tùy tiện được nữa. Đúng không các bác? Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Chúc bác buổi sáng tốt lành.